Đây là hồng Mạc Vân Du của ông nội nè nha. Đó, hồng Mạc Vân Du nè. Cái này đúng hồng hạc luôn nè. Đó, hồng Mạc Vân Du của ông nội nha. Thầy ơi, năm tháng. Mà bả ngâm rồi sao ta? Con quen hiếu. Ủa là tối nó ở đâu ta? À, đây là hồng Mạc Vân Du của ông nội. Vì đây gần á. Du nè, đó nguyên một bầy cò màu hồng. Đó, tự nhiên ở đâu lọt vô đó, ta thấy không, nguyên một bầy cò màu hồng ha. Đó. Nguyên một bầy hồng tự nhiên lọt con cò trắng vô. Đó, ý ông nội nói là ông nội nằm trong bầy hạt hồng Mạc Vân Du á. Thấy rõ ràng chưa? Đó. Thấy con cò trắng không? Có mình con cò trắng lẻ loi à, đó, cò ông nội á, nó ốm nhơ ốm nách à. Chú quắc, nhìn thấy gớm. Trời ơi, trời, nghĩ sao chui vô cái bầy hồng Mạc Vân Du của người ta trời. Ông nội đứng kìa. Không ai giờ không thấy ông nội luôn. Không thấy cậu đá chọn rồi. Thôi có ai lại gần nó là còn trắng không? Đó, bơ luôn. Trời, hồng Mạc Vân Du đó, nguyên một bầy hồng Mạc Vân Du của người ta đâu. Ủa là sao, cái đó là cái gì? Đó, con cò trắng là cò ông nội, tao nhảy vô, chen vô, ông nói ông nào Mạc Vân Du á. Bà Vân á, làm thơ về hồng hạc Vân Du. Đó là ý là ca ngợi ông Vân là hồng hạc á. Đó, hồng hạc là con bảy hả? Thành tiên á. Đó, còn là con hồng Mạc Vân Du đó. Ổng là ổng thành tiên. Ủa, điện thoại của em á gì Tùng ơi? Tại đó, mấy người tin tắc online nó kẹo á, gọi đó. Cò trắng mà đặt làm vô đây tính là hồng hạc Vân Du. Đó, tự nhiên một bầy hồng Mạc Vân Du đẹp nhảy con cò trắng đó, y chang như ông nội hết đâu. Bận đồ trắng á. Ai cũng bơ hết trơn, có ai dòm tới đâu. Tùng ngơ luôn đó, thấy không? Đó, nó kiếm bạn kìa, kìa đứa mặt kiếm bạn kìa. Ghét không? Đó, coi lẻ loi điên mình nè, đó điên mình nè. Sơn người tơn điên mình. Trời ốm mà xấu luôn. Bởi vì ta kêu là con cò ma. Đó, cò ma đúng rồi đó. Kìa, kiếm bạn kìa, con nguyên đám ta bơ luôn. trả lo nhỏ xíu anh chen vô rồi. Trời ơi. Cò trắng là con ông nội đó hả? Là ông nội, trắng là ông nội đó, ông nội ông nguyên bộ đồ trắng đó. Đồ trắng ngày xưa đó, ông Mạc Vân Du á, đúng không? Mặc đồ trắng đó. Đó ông nội đi lang thang không ai dòm tới đâu. Trời ơi, làm quen ai dòm? Tụi quỷ ông nội này ai dòm, chống bóc ai thèm, đó thấy không? Ông nội bơ, ông nội là ai cũng ngầm ngơ, không ai chú ý tới ông nội chứ, đừng nghiệp ông nội không? Bơ luôn, bơ ông nội luôn, chết mẹ ông nội được. Hả? Chị cũng tiền quen ông nội được nữa. Bơ giờ đứng một mình luôn, có ai nhìn tới đâu. Rồi coi kìa, coi mặt kìa, mặt cáo được không? Nghĩ sao nguyên mày Mạc Vân Du, bạn nguyên một đồ trắng chen vô, nó tao là Mạc Vân Du. Trên đời chỉ có mình ông nội à. Vậy mà nó cũng kha khịa ổng được. Rõ ràng đó, nguyên một bầy đó. Con trò này nó tưởng là nó tưởng nó là con hạt, nó nhập bầy với con này. Ừ. Không nổi không tưởng là mấy con này lơi nó. Ừ. Rõ ràng chị thấy không? Bầy này lơi nó. Nó nè, đứng của mình nè, có ai dòm tới nó không? Phỏng vấn đi chứ, tôi nói luôn vậy. Anh Chí xuống phỏng vấn coi ông nội nói gì anh Chí. Ông nội đứng mình mấy con kia bơ, tôi ghiền ông nội quá. Ảnh tưởng ảnh là hạt. Ừ, ảnh là cò, còn ma mà ảnh tưởng là hạt. Đúng không? Ảnh mới nhập bầy với tụi này nó không thích. Tụi này nó không thích cho nên là nó khi mà nhập bọn tụi nó đâu có chơi đâu. Ông nội sao có đẳng cấp chơi với mấy. Bây giờ này mình nói đương sự là mấy con hạt này là mấy ông thầy tu. Mấy thầy chùa. Nói quá ông nói quá ông nội bay luôn rồi, quê bay luôn rồi. Thì quê quá không, xuống mà nhập bọn. Ông nội quê quá ông nội bay đi luôn rồi. Có cái clip này quay dài nhất. Đẹp thiệt chứ. Đây là con chim hồng Mạc Vân Du mà Lê Tùng Vân nói nè. Ủa mấy con kia nó bỏ xác luôn rồi đi hậu. Con cái đó dữ hơn đó. Con thằng còn lại còn trắng. Để tắm ở trong đây gì nè. Có thằng cò trắng rồi. Thằng cò trắng đã lâu rồi.